Thưa quý vị và các đồng chí, tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Những năm qua, Đảng bộ thành phố Bà Rịa dưới sự định hướng chỉ đạo của tỉnh ủy đã quan tâm và chú trọng thực hiện công tác nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở xã phường gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đã phát huy hiệu quả tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần xây dựng đảng vững mạnh ngay từ cơ sở. Đảng bộ thành phố hiện có 45 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 13 đảng bộ cơ sở, 32 chi bộ cơ sở và 136 chi bộ trực thuộc, với tổng số đảng viên là 5.033. Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, phát huy được tính chủ động sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng, cán bộ công chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên luôn được cấp ủy đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc tại cơ sở. Trên cơ sở chỉ đạo của thành ủy, các chi đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới cho từng năm và cho cả nhiệm kỳ. Có giải pháp cụ thể để thực hiện công tác kết nạp đảng ở những lĩnh vực, ngành nghề có số lượng đảng viên thấp, chú trọng lực lượng trẻ nhằm trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của đảng. Tầm quan trọng của công tác phát triển đảng, đây là sự sống còn của tổ chức cũng như là của đảng, trong việc là phát triển quần chúng đứng vào hàng ngũ của đảng. Cho nên là đảng bộ cũng là rất là quan tâm vấn đề này. Và thành ủy cũng rất là chỉ đạo cho đảng bộ rất là quyết liệt. Từ đó thì trong thời gian qua thì đảng bộ cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt, đặc biệt là đối với các cấp ủy chi bộ trực thuộc với lại mặt trận và các đoàn thể. Qua đó thì đảng ủy cũng đã xây dựng kế hoạch, rồi giao họp và tổ chức hội nghị và giao chỉ tiêu cụ thể. Ở định kỳ thì hàng tháng qua các cuộc giao ban, đảng ủy cũng có là nghe các cấp ủy chi bộ báo cáo. Và từ đó thì phân công các đồng chí trong ban thường vụ, rồi các đồng chí trong ban chấp hành đảng ủy tổ chức thường xuyên theo dõi, nắm bắt để chỉ đạo kịp thời. Dưới sự chỉ đạo của đảng ủy phường, thì với đối với chi bộ thì luôn về đối với cấp ủy thì luôn phát huy tốt được cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời là đã triển khai kịp thời đến chi bộ cũng như là khu phố, thì trong đó có các đồng chí cán bộ đảng viên khu phố luôn đoàn kết, coi như là thống nhất cao và nỗ lực phấn đấu quyết tâm là hàng năm là luôn luôn thực hiện tốt cái nhiệm vụ trên giao. Nhờ sự đồng thuận thống nhất của cả hệ thống chính trị, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 530 đảng viên mới được kết nạp, đạt 77,14% kế hoạch nhiệm kỳ. Riêng năm 2023 đã kết nạp 157 đảng viên, đạt 101,3% so với chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 100% chỉ tiêu thành phố. Trong đó có 11 trên 3 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 366,7% chỉ tiêu tỉnh giao. Thành lập 2 trên 1 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 200% chỉ tiêu tỉnh giao. Ngày 27 tháng 1, chi bộ ấp Bắc 2 xã Hòa Long tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 2 đảng viên, một đồng chí là đảng viên trong doanh nghiệp, một đồng chí mới học xong trung học phổ thông. Đây là minh chứng cho sự quan tâm của đảng bộ xã Hòa Long và sự nỗ lực của chi bộ ấp Bắc 2 trong điều kiện nguồn phát triển đảng tại khu phố thôn ấp vô cùng hạn hẹp. Trong cái thời gian qua, cái về mà nguồn phát triển của ấp á, nói chung á, riêng ấp Bắc 2 á, thì phải nói là rất là khó khăn. Thì tuy nhiên trong cái thời gian qua thì ấp cũng vận động các cái quần chúng trẻ tham gia, ví dụ như làm dân quân, dân phòng hoặc là tổ địa bàn dân cư thì để mà tạo nguồn phát triển đảng cho chi bộ để hoàn thành cái chỉ tiêu giao. Thời gian qua trong quá trình học tập và sinh sống tại địa phương, tôi đã có những nỗ lực và cố gắng khi mà những cái nhiệm vụ do nhà trường, do địa phương giao tôi đều hoàn thành tốt, có lối sống lành mạnh và tôi cảm thấy nỗ lực của bản thân là xứng đáng cho ngày hôm nay tôi được đứng vào hàng ngũ của đảng. Và trước tiên thì tôi sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ là nhập ngũ, sau khi đó là tôi sẽ học đại học cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh và về đây để phục vụ cho nhân dân, cho địa phương mình. Đảng bộ xã Hòa Long có 567 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ.
từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đảng bộ kết nạp được 36 đảng viên vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra. Lấy chất lượng đảng viên làm mục tiêu hàng đầu, đảng bộ xã đã chú trọng quy hoạch nguồn phát triển đảng chặt chẽ từng thời điểm, từ những quần chúng ưu tú, có nhận thức sâu rộng về đảng, động cơ vào đảng đúng đắn và có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Khó khăn thì trong phát triển đảng hiện nay, thứ nhất thì đối với lại các cái chi bộ, cơ quan, công an, trường học thì đảng viên đã vào 100%. Riêng đối với các ấp thì hiện nay thì đối với đội ngũ cán bộ ấp hiện nay thì đa số là các đồng chí lớn tuổi, cho nên việc đứng vào ngũ cũng rất là khó. Còn lại thanh niên cũng như là một số quần chúng thì chủ yếu là đi làm ăn. Tuy nhiên thì trên thực tế thì thứ nhất thì đảng ủy cũng đề nghị các cấp ủy chi bộ rà soát lại các nguồn ở trên địa bàn của ấp mình phụ trách, phân rõ từng nguồn, từng đối tượng, rồi chỉ đạo cho mặt trận các đoàn thể tổ chức các hoạt động phong trào để làm sao quần chúng cũng như đoàn viên hội viên tham gia, và từ đó thì trong những cái phong trào quần chúng đó thì phát hiện và tiếp tục là tạo nguồn để phát hiện, giúp đỡ, tạo nguồn những quần chúng ưu tú để đứng vào hàng ngũ của đảng. Chi bộ khu phố 4 phường Long Tâm có 56 đảng viên, trong đó năm 2023 kết nạp 6 đảng viên mới, đạt 125% kế hoạch được giao. Hai tháng đầu năm 2024, chi bộ kết nạp 2 đảng viên, đạt 90% kế hoạch năm 2024. Lấy chất lượng đảng viên làm mục tiêu hàng đầu, chi bộ chú trọng quy hoạch nguồn phát triển đảng chặt chẽ từng thời điểm, từ những quần chúng ưu tú, có nhận thức sâu rộng về đảng, động cơ vào đảng đúng đắn và có nhiều đóng góp cho địa phương. Trong thời gian nhiều năm qua thì nói chung đối với khu phố chúng tôi thì cái công tác mà để mà xây dựng cái chi bộ trong sàn chứng mạng đó là tiêu chí hàng đầu. Thì để được cái để muốn được đạt được những cái mục đích đó thì trước mắt chúng tôi phải xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa, nhất là những đảng viên ưu tú, những đảng viên trẻ là cán bộ khu phố. Từ đó là những đoàn thể trong khu phố giới thiệu những cái quần chúng mà ưu tú. Đúng là để được mà chúng tôi mà giới thiệu vô hàng ngũ thì để sau này để kế thừa cho chi bộ sau này. Đó là một cái điểm mạnh. Và ngoài ra là trong để giữ vững chi bộ vững mạnh đó là cái khâu đoàn kết nội bộ chúng tôi. Trong được nói chung là cán bộ đảng viên trong đây là đồng lòng nhất trí trong tất cả những thực hiện đều thực hiện đầy đủ các nghị quyết mà chỉ thị mà đi ra, tức là nghị quyết của chi bộ hàng tháng chúng tôi đưa ra đều thực hiện tốt. Ngày hôm nay tôi cảm thấy vô cùng vinh dự là được khu phố kết nạp đứng lên hàng ngũ của đảng. Thời gian tới thì tôi sẽ luôn phấn đấu làm tốt nhiệm vụ và luôn luôn tích cực gương mẫu tham gia các phong trào, vận động các bà con tham gia các phong trào của khu phố, của tổ. Năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa xác định là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm tăng tốc về đích các mục tiêu đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Thành ủy đặt mục tiêu đến cuối năm 2024 phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác xây dựng đảng, trong đó phấn đấu kết nạp 170 đảng viên, vượt mục tiêu toàn nhiệm kỳ. Trên cơ sở mục tiêu đề ra, Thành ủy Bà Rịa tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm của đảng viên, kịp thời động viên, giúp đỡ khi đảng viên gặp khó khăn. Hàng năm đã tổ chức để đảng viên tham gia các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động nắm bắt những diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên để kịp thời và có giải pháp giáo dục, phòng ngừa về các biểu hiện và hành vi tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ. Thưa quý vị và các đồng chí, phát triển đảng viên, nâng cao số lượng và chất lượng đảng viên là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Năm 2023, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đảng bộ thành phố Bà Rịa đã nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên nói riêng, công tác xây dựng đảng nói chung. Tổ chức đảng vững mạnh, đoàn kết là đã và sẽ lãnh đạo hệ thống chính trị, thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Thưa quý vị và các đồng chí, nơi nào đảng viên gương mẫu đi đầu thì nơi đó sẽ phát huy được sức dân, có được lòng dân. Nhận thức rõ điều này,
đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn luôn nỗ lực phấn đấu, đồng thời mỗi đảng viên chủ động rèn luyện nhân cách, đạo đức, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động phong trào. Không còn tệ nạn trộm cắp, mất an ninh trật tự, không còn tình trạng xả rác bừa bãi, va chạm giao thông cũng giảm hẳn. Đây là kết quả từ mô hình camera an ninh do cán bộ đảng viên và nhân dân ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức thực hiện từ đầu năm 2023 đến nay. Đồng chí Trần Ngọc Hải là tổ trưởng tổ đảng 1 thuộc chi bộ ấp Đức Trung, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của đảng viên, của người bí thư chi bộ khi chi bộ triển khai. Nhận thấy chủ trương hợp tình hợp lý, mang lại lợi ích thiết thực cho bà con trong ấp, nên đồng chí Hải không chỉ đóng góp kinh phí hưởng ứng mô hình mà còn tự nguyện kéo đường điện wifi của gia đình lắp đặt cho mắt camera gần nhà. Tổ đảng tôi nhất trí 100% trong cái nghị quyết mà chi bộ đưa ra. Bản thân tôi thì đó, để cho lắp camera rồi cho wifi rồi điện cho đường điện, trong đó bản thân tôi hy sinh hết tầm hoàn toàn để có một cái an ninh trật tự trong thôn ấp chứ. Trước cái chưa lắp camera thì nó rất phức tạp, mà sau khi lắp camera thì tình hình nó rất ổn định, chưa có một cái tình hình nào mà xảy ra trong cái địa bàn đó là rất ổn định trong làm cho cuộc sống của người dân tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của đảng. Vào tháng 11 năm 2023, huyện Châu Đức có chủ trương làm tuyến đường nông thôn dài 8 km dọc theo đoạn ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang. Tuyến đường này đi qua hơn 3.100 m² phần đất của các hộ dân thuộc tổ 62. Không ngần ngại, đồng chí Hồ Thị Lợi, đảng viên ấp Liên Hiệp, là người đầu tiên đồng thuận hiến hơn 1.250 m² phần đất của mình cho dự án, với trị giá lúc ấy hơn 1.500.000.000 đồng. Ngoài ra, còn cùng các đồng chí trong chi bộ ấp đi từ ngõ gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động, thuyết phục bà con cùng tự nguyện hiến đất. Kết quả, con đường nhựa trải dài 8 km đang dần hình thành, rộng rãi, thông thoáng, thuận tiện cho người dân. Gia đình nhà tôi là đầu đường, đó đầu đường mà tôi mà không là hiến thì bà con nhân dân ở từ đây mà xuống là người ta cứ luôn luôn là phải đi con đường lầy lội. Tôi là hiến để mà cho nhân dân họ cũng được hưởng cái hạnh phúc chung là được con đường sạch sẽ để mà đi. Cụ thể hóa lời dạy của Bác, đảng viên đi trước làng nước theo sau là việc mà phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã làm được. Qua 5 năm triển khai và thực hiện, phong trào đã được 100% chi đảng bộ cơ sở, với hơn 92% đảng viên trên địa bàn tỉnh đăng ký thực hiện thông qua những công trình phần việc cụ thể thiết thực với tổng kinh phí hơn 310 tỷ đồng. Sẵn sàng tham gia đóng góp về vật chất cũng như là tinh thần, rồi tham gia cùng với lại đảng ủy chi bộ về với các địa phương để thực hiện các công trình. Với vai trò là đảng viên thì chúng tôi đã góp một cái công sức rất nhỏ trong cái việc cùng chăm lo cho các cái hộ gia đình còn khó khăn, các hộ nghèo. Qua cái phong trào này thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ lan tỏa cái tinh thần chung tay chia sẻ tới các cái đảng viên cũng như là các cái cơ quan đoàn thể. Nhờ sự chung tay từ phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát động vào tháng 5 năm 2018, đã góp phần giúp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 47 trên 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 29 trên 35 phường thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, tăng 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 17 phường đạt đô thị văn minh so với năm 2018, năm đầu tiên triển khai phong trào. Theo thống kê, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trên địa bàn tỉnh tăng dần theo các năm. Như năm 2022, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 93,67%. Năm 2023, tỷ lệ này tăng lên 94,9%. Có thể nói, thời gian qua, đội ngũ đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh đã không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là tiền đề để tổ chức cơ sở đảng giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chương trình xây dựng đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thân ái chào tạm biệt.